Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, hiện là trưởng khoa nội thần kinh, động kinh Bệnh viện Quân y 175. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y năm 2011 và nhận bằng thạc sĩ thần kinh tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2018. Đến năm 2020, ông hoàn thành khóa học thạc sĩ thần kinh ngoại biên tạp Đại học Milan, Ý. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học năm 2011, ông đã đầu quân về khoa nội thần kinh của Bệnh viện Quân y 175. Những năm sau đó, từ năm 2013 đến năm 2018, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa là thực tập sinh của khoa lão, thần kinh, v.v. tại các bệnh viện ở Singapore, Hàn Quốc, Úc, Philippines. Sau đó tiếp tục quay trở về cống hiến cho Bệnh viện Quân y 175 và trở thành phụ trách chủ nhiệm khoa nội thần kinh. Với những đóng góp tích cực trong ngành y, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa được khen thưởng chiến sĩ thi đua, nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng. Để đăng ký khám với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa, khán thính giả có thể đến trực tiếp khoa nội thần kinh Bệnh viện Quân y 175 hoặc liên hệ 0969 831 010 để kiểm tra lịch khám tại thời điểm đến. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh Bác sĩ Giỏi Việt Nam. Nếu thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé!